Đây, bữa nay Levi ghé thăm chị Thí. Đi ra quán đồng quê nè mà trời mưa quá trời luôn. À, bữa nay con đi về thăm ai? Thăm chị Thí à, nhớ chị Thí không? Kêu món gì ăn, kêu món gì cứ kêu. Củ nếu mà tầm ăn không được thì em ăn thêm cái trình em ăn ví dụ vậy. Ở trên em có ăn đã quên. Cá tầm con khoảng mấy ký vậy? Con tầm 1,5 ký, 1 cân. Rồi. Ở đây bánh trí là dạ bánh trí, ví dụ 2 món thì 700 mấy ký. Em làm 2 món nướng với nó lẩu cho mình luôn. Rồi. Nướng với nó thêm 1 ký chị. Nướng cái nào? Sa tế ngon. Sa tế. Sa tế với lại lẩu nó chua lẩu này học chỉ bằng nhau. Lẩu gì? Thôi đây cứ măng đi. Đây. Về quê mà có cảnh mưa nè. Bây giờ mình phải chui. Mình không có đi ra ngoài quay được. À. Đâu thì đó giờ mình ngồi mình câu được mà cho câu không em? Ốc câu không ai ăn nó ăn cũng sao đó. Đâu leo qua cái cầu kìa tớ. Leo qua cái cầu kìa cậu. Ở đây là em có súp tóc tiên, súp cua, chị lấy súp hải sản. Nhưng mà đừng có tôm này nhé. Để em lấy cua đây. Cảnh này nếu mà trời mà không mưa đẹp đó chứ. Cho các bạn giờ trời mưa mình không có đi ra ngoài quay được. Đi ra ngoài quay phải. Ở trên kia là cái đường cao tốc luôn, ngay đường cao tốc luôn. Còn cái cầu này thì ai muốn đi qua thì đi qua để làm trò chơi nè các bạn. Đây chị thấy cô Levi là về thăm chị thấy trời mắc mưa quá trời luôn nè. Rồi cũng được. Ồ. Nửa ký thì 50 ngàn.
Ủa, nửa ký là 1.000 mà giới được kiểu chị mới tính tiền rồi cá chứ đâu phải cá nào giờ cái rô phi mà tính kiểu đó. Dạ, vậy không á anh, tại khách là vậy, tại đây thì cá thả cá rô phi không là sao? Cá rô phi mà. Cá lóc, cá lóc thì nó muốn câu, nếu muốn câu thì lên chiên xù luôn. Ờ à, đúng rồi, câu câu đi, có gì thấy đem về đúng rồi. Hai chồng tối ăn. Hai cần, hai cần đủ rồi em ơi. Hai cần thôi. Vậy nãy hồi nãy biết không nói con đem cho cần câu. Cái nhà 5 số bộn. Nãy không biết biết đem theo cho nhà 5 số bộn câu. Trong tay vô địa bàn rồi dám cầm. Tưởng cầm cái đâu lấy tiền đâu. Rồi giờ lo giờ. Ồ mà ai không chỗ em không bắt. Thấy nè, thấy nè. Trời ơi, tức ta lên đời. À. Lội mà từ ở Phú Quốc mà về tới đây. Đâu lấy tới bay cho cháu nó ngồi nãy. Cầm máu xuống đi. Mama. Chén con làm hết mấy mai để em bé liền. Chịu không? Chịu. Mới chạy vô phao đậu được không? Rồi xuống luôn mày. Súp 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 cho tụi con á. Wow, súp bự vậy hả? Ôi, để nãy. Oh. Không? Một đứa ngồi. Một đứa ngồi á hả? Cho đứa ngồi á hả em? Dạ. Đứa ngồi này hả? Ờ. Không, một nồi chia ra thì được chứ. Ở đây nồi chia ra không mà chứ không có chế. Không, 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 chút xíu nữa à. Chút xíu nữa. Cho mấy đứa nhỏ mỗi đứa. Ở đây thì toàn bộ là không ăn gì ăn chén hết á. Nhiều khi ở đây mình là mỗi chỗ là mỗi khác. Qua chị Thí về cho chị Sương về chị ấy coi. Mình phải kêu là một chén, mỗi người chén gì nè. Để tính tiền chén, cái nó không để mà là một tô một nồi. Còn khu vực ở đây là mình ăn là nó đem ra ví dụ lẩu, đem nồi hay là mình ăn súp hay là ăn bất kể ăn cái gì đó đem nồi hết toàn bộ, trừ khi là ốc ớt hay là cái này kia là dĩa có thôi, dĩa nhỏ đó. Là nó ấy với mình thôi. Còn như đây là nó là dĩa. Hỏi ai câu? Cá lóc nướng cuốn nước chua nướng chấm với mắm tôm mắm nêm này mới đi bắt luôn á nha. Dạ, à, một mẹt ăn thử một kêu có cắt làm ăn không hết á. Thấy cái tầm nữa rồi, trời ơi cái tầm này kêu nữa đó này. Rồi thôi mời cả nhà đi, mời cả nhà người cuốn miếng đi, mời cả nhà cuốn miếng cuốn cho Tú mấy cuốn trước nè. Tự Tú mà xa quá. Ủa dễ dời quá hả em ờ mà tại Tú uống bia với mình không sao đâu. Chứ ngồi qua đây đi, đàn ông dễ ngồi. Ừ xuống nhảy qua đây đi. Dạ, dạ. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Đây, đây, đây 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 bánh ké rồi chị. À đi qua đây rồi ngồi ngồi đây cũng được mà, ngồi đây cũng được mà nè, ngồi đi trời ơi, ngồi đi Tú, có gì đâu, ngồi đi, đâu có sao đâu. Đây là Ken nè, Ken là hôm nay nhõng nhẽo nè, buồn giận nè, không thèm ăn luôn nè, súp để trước mặt mà còn ấy nè, đó dựng quay rồi, dựng quay phim rồi, đừng lo. À không có hút thuốc. À có ai đâu có quẹt không? Đâu có hút thuốc không? Dạ không. Ồ vậy không có đâu, không đây không ai hút thuốc á, không ai hút thuốc em ơi, chứ không có quẹt đâu. Ồ dính cái vô chứ. Cái đồ này là bự rồi đó. Ở đây mình nhờ dùng này cái đồ đậm cái này là bự rồi đó. Cá này mà đòi 20.000 kia á, lại nó nhiêu ký? 100.000 á, múc trên miếng nước luôn rồi. Ơi. Cần túi cân đủ 1 ký hồi lâu à. Cái để vô đi em chạy là kiếm nước. Đây. Cái tầm đứng mực đứng sợ sẽ tới phải không? Đứng chờ thôi. Ok. Chừng nào mới đủ 1 ký? Bao nhiêu con? Câu nãy giờ được con cá à. Rồi chừng nào mình phải nãy giờ mà nếu mà câu lên mà để làm ăn chắc nãy giờ đói chết. Đói thiệt. Ăn đi con làm gì mặt buồn quá, dưỡng bay nè. Dưỡng bay mặt buồn nè. Lấy cần câu bay. Dạ. Cần câu không? Con câu không? Câu không? Con câu không? Con cần kìa. Thấy không? Trên đó còn cái tôm mất rồi. Chín rồi con ăn đi cá tầm đó con.
Cái này có ngon đúng không? Cái này ngon hơn cái này nhỏ. Con này ngon hơn. Không, con này nó dữ dữ lắm rồi. Vậy hả? Lúc ăn thì không quay được. Quay là lúc dính đó mà, tại quay lúc ăn lúc câu lúc chờ lâu quá. Cây ăn câu không con? Con cây. Ừ. Rồi con cây kìa, đứt không? Ừ, câu gì kêu má sát cá vậy trời. Thôi em làm bữa nay đi, trời mưa không em cần câu máy á. Nhờ câu hồi sợ sợ hết cá nè. Câu hồi sợ hết cá nè. Mấy phút là vô một con. Nè. Phải để xuống dính, để xuống dính mình canh quay được. Cảm ơn. Đói á. Nhanh nào con. Bây giờ mình nấu cây canh canh là lúc nó ăn được thôi. Mừng anh ơi, cái cần ăn việc con không? Những cái phao quá. Phao cái này cho dịp xuống. Cơm nhâm này. Cơm đâu? Em kìa. Hỏi mấy phụ nữ mấy chị á. Cho ăn đi. Bây giờ cái đó rau bỏ qua cho mình nha. Rau nó kỳ cục của nó nha. Không chúng ăn thì chừng nào ăn rồi con. Em đang quay phim chút xíu anh ơi. Đang quay chờ ấy, nói chuyện khác đi. Chờ chờ cá ăn cái, chờ cá ăn cái. Chờ cá ăn nó rẻ luôn rồi, bây giờ tôi chưa chưa. Bây giờ mà nếu mà câu con nữa là ở đó 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 chìm rồi đó ha. Ừ. Rồi sảy rồi. Rồi đó mới vừa nói. Chìm sảy rồi. Tommy nó con. Cầm. Lúc mà không canh đó thì nó lên hả chú? Lúc mà canh đó. Cái phong đứt đâu? Ờ, từng từng hai nhé. Rồi, vô miếng, rồi. Mình canh sao? Bánh chén là tụi Huy đưa rồi đó, món nhiều bánh chén là cái này con. Bánh heo. Đó, cái này là đắt. Dính. Đó, đó. Đồ mè. Chú canh cho bằng được và quay một xíu tiếp rồi. Con nữa. À, cành nãy giờ mới dính đó. Rồi, nãy giờ có khóc nữa không? Trời ơi, câu hết hồn cá của tôi. Rồi. Nãy giờ mấy con ông anh đang kéo á. Giờ câu cá hết hồn cá. Về miền Tây là câu cá về đây. Ờ đó kìa kìa cô Ken cá ăn kìa. Ồ làm thử câu dính la ông trùm. Để mồ ngoài ngoài chút được để xác mấy bờ, tại xác mấy bờ luôn rồi. Xác mấy anh. Xác mấy bờ khó ăn. Để ngoài chút.
Nè Sương ơi, ai nè Sương ơi. À. Quen không Sương, quen nhỏ nào không? À. Nhớ cái tiếng mà đêm mưa nhớ mẹ đó. Nhớ đêm mưa nhớ mẹ đó nha. À. Về miền Tây. À. Em gái bán cái 100.000 ký lận ráng bào với cá lớn với cá nhỏ đó. Ôi. Đây đây con bự đó nè, đó này coi chảy luôn rồi, giống mình rồi, giống mình hồi nãy rồi anh luôn. Bắt mồi rồi, bây giờ không có cá kia thôi, mình ăn để cá tầm đi nè, đó đây cá tầm nấu chua, đây lẩu cá tầm, đây có bông bông điên điển, bông sứa đũa này kia ở trên đầy đủ luôn nè, thấy không, rồi bông súng rồi cá muống. Đang là chim, đang dính con cá, làm sảy con cá. Sảy hai mấy con luôn rồi đó, cá đau luôn á. Rồi. Rồi, ta mời cả nhà đây, cá quá trời luôn nè. Trời dữ ơi, rồi, rồi, mời ăn lẩu cá tầm. Bảy nè, bảy nè, nè, nè. Đây, cái bộ gì? Bộ làm cá đó. Cái này. Rồi, đó, ăn đi để nghĩa kìa. Trời ơi. À, bịch bánh của con hả? Bịch bánh đâu? Ừ. Nè. Ăn con gái. Rồi, qua chút xíu. Vua chúa ăn vô vua chúa không có luôn. Bây giờ không còn vua chúa mình mới được ăn á. Rồi, rồi, qua rồi đó, giờ đây. Đây, đây, đây đó. Cái này cá rô. Về quê là cắm câu là thoải mái đúng không? Hồi nãy mình sảy con ổn hết á. Sảy con đó. Nãy giờ coi như sảy ba con rồi. Sảy ba con rồi. Cái này mới ngon hơn. Cái này ngon. Cái kia nó chưa bớt rồi. Cái này mới ngon. Rồi, mấy con. Này à, vô ăn chủ quán Đài Thọ cho mình câu nữa nè. Tại tư anh tính ký nhiêu đây? 100.000, 100.000. 150. 100.000 ký. Dạ. Yeah. Lạnh luôn á. Con nào coi kia nó bay xuống thuyền tiếp đi xuống à. Lâu rồi không gặp bạn Thí nè, đó bây giờ phải quay ra nhiều trên Sương ái rồi kêu coi nè, ái không coi đâu, ái không coi, ái không bây giờ coi Facebook chú, à, không biết kỵ kỵ. À, mà cảnh về quê rất là vui ha. Đó, trời mưa lâm râm này đó, nhìn cảnh đồng quê nè. Đây, kè nãy giờ câu không được con nào hết trơn nè. Nhảy luôn. Ờ đó đó, qua nhảy, qua nhảy cầu kia kìa. Hiền. Không quá, em qua em đi đi, anh quay phim thử coi. Sao vậy? Em. Cậu với em qua em đi cầu đó, anh quay phim thử coi. Cái cầu đó đó em đi qua. Em đi qua đó. Đi đó, đó kem đi kìa, đó đó đó, đó dính đây nè, dính đây nè, đó wow, dính cái lĩa đó, cá bự nè, đó về quê là về quê là có cảnh này mới vui nè, thấy không? À, đây cá bự nè, đó. À. Nãy giờ có người dính à? Nãy giờ có người dính. Thế
Ba câu đi con. Con cái này, con ăn đi. Không. Em đi 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 thử đi, quay quay YouTube nhiều mới vui. Hai Thí đi không Thí? Đi qua chú ơi. Đâu người ta đi qua đó, đi qua là được thưởng á. Nếu mà không té là được thưởng á. Đây là món chuột gô ti. Chuột đồng gô ti nè. Còn món nướng nữa. Nướng nữa hả? Nhiều vậy. Wow. Em cho cái đùi nè em. Em ăn đi. Không ăn đang qua YouTube ăn đi, ăn đi. Đừng đừng ngắm thịt gà thôi. À ngon không? Mâm đồ ngon dễ sợ. Đây đây đây. Nó ngon thịt gà luôn con. Làm miếng rồi đó. Miếng đi, ăn đi trời. Ăn giống như ăn đuông thôi mà trời. Ăn đuông dễ sợ hơn. Ăn đuông dễ sợ hơn. Ủa? Đừng thấy cái đầu được rồi. Ủa, nãy mình nói bỏ cái đầu mà. Bỏ cái đầu. Để đầu cô ấy. Cái đầu. Nãy nói bỏ cái đầu cho đỡ sợ mà. Rồi. Mang lại cái đếm luôn. Ok. Vậy là không cái kia nó nướng là nó đây để đến mấy cái kia rồi. Mấy kia nó có nè này đâu có đầu. Đây bè đầu nè. Phải không? Đây bè con bè. Chị chạy làm miếng. Làm miếng ơi. Đứng đổi thịt gà thôi. Trời ơi, về quê. Về quê phải có chuột đồng. Ngon đúng không? Rồi rồi. Rồi mời các bạn. Rồi là cảm ơn nha. Rồi rồi mời 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 các bạn chuột đồng về đây đây chuột đồng đó. Lần đầu tiên ăn review. Ăn vô. Ăn vô ghiền, ăn vô ghiền quá ở lại miền Tây luôn đó. Ngon 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 chị ngon miếng đi được hiện 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 cầm máy ăn thử miếng chuột đồng cầm máy ăn miếng chuột đồng đó rồi đây mời cả nhà nghe ăn miếng chuột đồng nha rồi về về miền Tây là phải có chuột đồng trời ơi sao mà nỡ mà ăn ngon quá còn món rắn nữa ấy nhưng mà làm như hơi hơi mặn chút nhưng mà ngon gô ti đó bữa nay tại ăn bánh mì mình ăn không rồi mời cả nhà nha chuột đồng chuột đồng về miền Tây là có chuột đồng giống như mình đưa quay livestream lên á quay lại về đi đi con đi về quê đi cầu khỉ nè mọi người ơi đó đây đi đi con đi kem đi được mà con đi 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 đó nè kem đi nè đó đó cởi dép ra Lê Bê Lê Bê đó Lê Bê đi con đi được mà mạo dịnh lên mạo dịnh đi thôi đâu có sao đâu Lê Bê nhát quá à dạ bạn cái chân luôn hả đây ủa sao Ken không đi qua bên kia luôn cho dượng quay Ken đi qua bên kia đi cho dượng quay hả à? Lê Bê đi con đi đi ồ nhát quá à bị ốc luôn nè em dạ bị ốc còn thịt luôn ồ bị ốc đây luôn hả ừ con còn thịt á ồ dạ ở trong luôn ồ dạ ồ này về quê mát quá nè sao đi không mát quá trời luôn à cánh đồng lúa này kia nó mát rất là mát ờ mà về quê cho bây giờ là cảnh này mới mát nè thấy không đây giờ về quê đổi gió hả Ken ha quay dính cái đít con luôn rồi nè Ken ơi quay dính cái đít con luôn rồi nè
Rồi mở 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 cho mấy tụi nó đi cái cầu kia kìa, cái cầu có cọc dây đó. Thử coi té không? Nó chịu đi đâu? Kèn đi không? Đi lên cái cầu này nè, đi 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 thử coi. Đi qua cầu ơi, dừng quay cho. Không chịu quay luôn. Ừ. Dừng lại đi, dừng đứng dừng quay nè. Đó bây giờ Kèn đi qua đi. Dám đi không? Là coi dám đi không? Hiền chớ đi lên đây nè nè, Hiền có đi nè. Hiền đi qua đứt con Kèn đi kìa. Đi con, đi qua cầu ấy. Đi đi. Trời ơi, đi Kèn. Đâu nhầm đi. Đây, có mấy chiếc xuồng nó nằm ngập nước hết trơn. Đây cái chòi này của gia đình mình ngồi kia nghe các bạn. Món kế là món chuột nướng. Nhưng mà cắt đầu đỡ sợ, cái để cái đầu là sợ quá. Chuột nướng hấp dẫn không? Về quê phải ăn chuột. Rồi làm miếng đi, làm miếng cái chuột nè. Dạ được rồi, để đồng nữa. Không, bỏ đầu. Bốn con hả? Đúng rồi, người con đúng rồi. Cái đầu cũng đỡ ghê chứ. Rồi, con này bự nè. Rồi, bự nè. Rồi, ngon con bự đi. Đó, người con. Đây. Dạ rồi, cảm ơn nhé. Rồi, đó còn hai con hai anh em mình. Ăn con bự nữa. Con ăn con đó đi. Rồi, ok, nè. Thôi, cái con đó là dạng nhỏ nè. Rồi. No thiệt. Rồi, ăn thử rồi cảm giác sao đứa. Ăn ngon không? Dạ. Cũng như ăn, heo quay vậy. Không bà, cái này ngon heo quay à? Ngon. Nó ngon hơn heo quay nhiều lắm á. Ừ, có món nướng là ngon. Không có món kia nãy vừa ăn chứ không phải, nhưng mà tại chắc mình húp ngay cái nước á, húp nó ngay cái nước nó mặn, hơi mặn, nhưng mà nãy xong là món mình ăn xong mới ngon. Không thử ăn gì qua gì quay tương tự cũng ngon. Món chuột ngon nha, thịt nó ngọt ghê chứ, ngọt thịt nó ngọt, thịt nó thơm nó ngọt ghê. Rồi mà cả nhà nè, món chuột giòn hấp dẫn không. Lấy cầm em. Ăn miếng nè, ăn miếng cho mọi người coi. Này chấm muối không? Muối chanh cũng được, muối chanh không? Cũng vừa ăn rồi cũng được. Vừa ăn rồi. Muối tiêu chanh. Đây có muối chanh nữa, muối chanh nữa. Chấm muối chanh cũng được, chấm muối chanh nè. Rồi mời cả nhà nghe. Ngon. Ngon rồi, thì nó ngọt mày. Phải ngọt rồi, ngọt hơn. Đó là bây giờ ăn con bự nhất. Nhưng mà với cô chú ghé mà biết trước á, ví dụ mà ghé vừa nói vừa sáng ghé mà ở nhà tự làm luôn ăn, ăn nó còn ngon hơn ở quán. Ở quán mình nó nhiều khi nó cũng dở. Nhưng chuột qua chuột rắn co ra tất cả nơi úp giờ vậy cũng ngon. Tại vì ở nhà mình tự làm, mình tự vừa ăn vừa nướng luôn. Cái đó rất hay. Đi đi. Đi cho té cái chàm luôn nè. Đi đi. Đi đi. Đi qua đi. Đi đi. Đi đi, dựng đang quay phim nè. Rồi đi qua đó, lên đi coi kem đi kìa. Cố lên, đi qua kia luôn. Đó, lên đi luôn nè. Lên đẹp. Đó. Đó, lên đi luôn kìa.
4 giờ mấy, 5 giờ sẽ chạy về đó, 7 giờ mấy. Em, con đi cầu kìa, đó, thấy không? Đâu về quê như vậy nó mới vui nè, thấy không? Dễ mới về rồi, nó nói từ hồi sáng nó đi xuống đó. Tại nên là bị... Dạ. Trên qua tới cầu bên kia luôn rồi kìa. Đó. Nó đi sớm á, dịch tranh thủ nó về sớm. Bởi vậy đó, em tưởng đâu nó chưa về nên nó đi chơi đó. Ai ngồi cái vừa ghé vô. Wow, mình đang gái mình dám đi luôn nè, thấy chưa? Nghe thì nói nếu mà ấy thì một là em ghét, mà hai là nói nhờ ai đem rồi. Nhưng mà cẩn thận nha, có chừng té nha. Có đem quần áo theo không nha? Có đem quần áo theo không? Đó. Đó cũng hay quá. Rồi, wow, đó đi giỏi không? Rồi. Rồi, đi giỏi kìa Đức, thấy không? Đi dạy luôn, đi dạy luôn. Rồi đi trở lại luôn. Thôi hồi nãy trời mưa mình xài ướt rồi chứ còn trời khô rồi, ok. Không, với là như cái này là lên lắc nè. Ủa, phải có người lắc không? Đó, Đức chạy qua luôn rồi đó. Giống như bên Trung Quốc đó, mình đứng quý một giây. Ờ đúng rồi, đứng mười mấy. Lắc có người nào cuối cùng còn sau cùng là người đó thắng. Rồi gia đình mình đi chơi bây giờ sẽ mặt đỏ chơi này nè, không gia đình mình đi về quê thăm chị Thí à, đó thấy không, nhà chị Thí này, chồng của chị Thí luôn. Rồi lấy đi nè. Nhưng mà con hứa, tại vì nếu mà con trai nó mà có đi á thì mình muốn chuẩn đi, cho nó lớn rồi. Dạ. Nhưng mà không hứa. Không mà nếu mà cô chú về, nếu mà về báo trước á là con dẫn cho thì vui hơn chỗ này nữa. Ờ vậy hả? Không nói. Mà tự, phải là đi sáng đi á, thì chiều về là con tự lên mà tự xử luôn chứ không. Ở đâu bữa nào? Tại Thí nói cảnh như chủ nhật không à. Đi xuống đây nè. Do Thí thôi chứ còn con em muốn nghĩ như nào nó nghĩ như đó. Thôi lệ thuộc vô con này nó hơi khó lắm. Dạ. Chờ dịp khác đi. Yeah. Đi ra cái cầu này cũng vui nè. Rồi cuối video mình xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn cuối tuần nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Rồi, xin chào cô chú anh chị và các bạn.